sáng tác tháng âm nhạc bài ca Điện Biên, xin trân trọng thông báo cơ cấu giải thưởng chính thức của cuộc thi như sau. Một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, 4 giải ba mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 8 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải: giải thưởng Đỗ Nhuận dành cho tác phẩm hay nhất có âm hưởng chiến thắng Điện Biên, giải thưởng cho tác phẩm có âm hưởng dân gian Tây Bắc hay nhất, giải thưởng cho tác phẩm hay nhất về Điện Biên ngày mới, giải thưởng cho tác phẩm được bình chọn nhiều nhất do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và TikTok Việt Nam trao tặng. 15 tác phẩm và vòng chung kết sẽ được đăng tải trên kênh TikTok chính thức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin cảm ơn TikTok Live Việt Nam đã bảo trợ truyền thông cho cuộc vận động sáng tác tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Chương trình lần đầu tiên được triển khai trên mạng xã hội với sự bảo trợ của TikTok Live Việt Nam, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh TikTok chính thức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được chuyển tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và tôi là Linh Nga sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người nhạc sĩ mà những tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ được cho là nhiều sắc màu với những câu chuyện về thời đại, về nông thôn và cả những câu chuyện tình. Và xin được giới thiệu nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Xin chào cô Linh Nga xinh đẹp, xin chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Linh Nga được biết rằng là nhạc sĩ đến với công chúng khán giả với những tác phẩm về đồng quê thời đại mới, và phần lớn những ca khúc của nhạc sĩ thì đều mang hơi thở đương đại về đề tài nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, tuy cũ nhưng được làm mới. Vậy thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì nhạc sĩ có thể giới thiệu với quý khán giả của chương trình Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên một sáng tác nào đó về đề tài này được không ạ? Vâng, thưa quý vị, bài hát mà đầu tiên trong cái chương trình hôm nay Lê Minh Sơn muốn gửi đến quý vị là một bài hát Chợ quê. Vâng, một góc nhìn về một cái chợ của một vùng nông thôn, có những người phụ nữ cuối cùng của thế kỷ mà nhuộm răng đen, và có những cái nghèo, có những cái tình làm nên một cái gọi là chợ quê. Vâng, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc mang tên Chợ quê. Mời quý vị cùng thưởng thức. Chợ quê những con tôm con tép chẳng còn tươi, những đôi má thanh xuân chẳng còn xuân, những người phụ nữ răng đen rưng rức như Hana là bà ta, chị ta của một thời đã qua. Gió thốc những gian hàng đung đưa như mắc vọng, những cái nghèo làm nên chợ quê, cái tiêu điều làm nên chợ quê. Ê ê ê ê ê ê, những đồng tiền lẻ được gói ghém kỹ càng, thắt lưng buộc bụng. Chợ quê đôi má thanh xuân chẳng còn xuân, những người phụ nữ răng đen rưng rức như Hana
là bà ta, chị ta của một thời đã qua. Gió thông những gian hàng đung đưa như mắc vọng, những cái nghèo làm nên chợ quê, cái tiêu điều làm nên chợ quê. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Những đồng tiền lẻ được gói ghém kỹ càng, thắt lưng buộc bụng chợ quê. Tiên của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã vừa dành tặng tới quý khán giả của chương trình Thắng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên, và chúng ta thấy rằng là hình ảnh chợ quê hiện lên thật gần gũi thông qua giọng hát rất đời của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Chúng ta thấy rằng là có gì ạ? Có hình ảnh của con tôm, con tép này, hay hình ảnh của cái tiêu điều, cái nghèo, tất cả những điều đó đã tạo nên một hình quê rất là riêng trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Và tiếp tục quay trở lại với chủ đề của chương trình Thắng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên. Thưa nhạc sĩ Lê Minh Sơn, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đó chính là sự đóng góp rất to lớn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, để chúng ta làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và trong đó thì đã có rất rất nhiều những tấm gương anh dũng đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Và chúng ta nhớ rằng là có anh hùng Bế Văn Đàn lấy vai mình làm giá súng, hay là Tô Vĩnh Diện lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai, và rất rất nhiều những anh hùng liệt sĩ khác. Xin lỗi, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, anh Phan Đình Giót mới lấp lỗ Châu Mai cô. À dạ vâng ạ. Và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là hình ảnh của người lính vẫn luôn luôn là một đề tài, là nguồn cảm hứng sáng tác cho rất rất nhiều những nhạc sĩ viết nên những bài ca đi cùng năm tháng. Vậy thì nhạc sĩ có sáng tác nào viết về người lính hay không ạ? Thật ra cũng rất là vui, vì cách đây cũng khá lâu rồi. Tôi lúc bấy giờ được thiếu tướng nhạc sĩ Đức Trịnh, lúc bấy giờ là thiếu tướng còn đang là hiệu trưởng trường đại học văn học nghệ thuật quân đội, còn nói với tôi là cần phải viết một bài hát và một góc nhìn của Lê Minh Sơn để cho anh em ở nhà hát quân đội để đi thi về chuyên nghiệp toàn quân. Thì thật ra trước đề tài người lính thì ngày xưa cũng quá là nhiều những tác phẩm hay, bởi vì đấy là thời chiến, họ cứ ra đường ấy. Tôi vẫn nói với anh Trịnh là anh ơi, bên quân đội cứ ra ngõ là gặp bài hát hay, bởi vì tất cả những cái bài hát rất là hay, từ những bước chân trên dải Trường Sơn của ông Vũ Trọng Hối thời kháng chiến chống Mỹ, đến cô gái mở đường nhạc sĩ Xuân Giao, hay là từ thời đấy Điện Biên những cái bài như Him Lam, rồi Giải Phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, hay là Hò Kéo Pháo nhạc sĩ Hoàng Vân. Thế còn thời bình thì sao? Một góc nhìn các chiến sĩ đi ra chiến trường thì mình thấy thương những người lính, người vợ ở nhà. Thế và tôi đã viết một bài vợ lính. Vâng, hôm nay thì Lê Minh Sơn ngồi đây chỉ với một cái đàn guitar thôi. Bài này thì cũng được một số những ca sĩ hát mà cũng rất là thành công. Nhưng hôm nay một mình tôi với cái đàn guitar và bày lên một bài hát cũng khá lâu rồi. Tôi sẽ hát tặng Linh Nga cũng như quý vị ngồi trước mạng xã hội bài hát mang tên Vợ Lính. Rất tuyệt vời ạ. Vâng, xin mời nhạc sĩ ạ. Vắng anh, hạnh phúc của người vợ lính là đợi chờ thổn thức. Anh hãy chắc tay xuống, hãy chắc tay xuống. Hạnh phúc của người vợ lính là đợi chờ thổn thức. Anh hãy chắc tay súng, hãy chắc tay súng. Anh
Hạnh phúc của vợ lính là thổn thức khi anh về. Chúc đã em cảm giác vườn hoa chưa đã mướt đợi anh. Anh hãy chắc tay súng ở nhà em vui. Anh hãy chắc tay súng Sơn. À, vâng, có thể thấy rằng là ở thời chiến thì chúng ta đều thấu hiểu lòng quả cảm, tính kiên nhẫn, sự âm thầm chịu đựng bao vất vả, bao hy sinh, thậm chí cả mất mát của những người vợ bộ đội. Và ngày nay với sự phát triển của xã hội, khi mà kinh tế xã hội đều rất phát triển, thì phần lớn những người vợ lính đều là trụ cột của gia đình. Và Linh Nga thấy rằng là trên nền tảng mạng xã hội TikTok thì có các bạn trẻ có nói rằng là yêu bộ đội là dũng cảm, lấy bộ đội là anh hùng. Tuy nhiên dẫu gì thì thông qua phần trình bày vừa rồi của nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì Linh Nga thấy rằng là hạnh phúc của vợ lính đó chính là chờ đợi. Chờ đợi. Hạnh phúc của vợ lính chính là thổn thức và hạnh phúc của vợ lính chính là có anh. Dạ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn nhạc sĩ. Thật ra thì cho tôi nói thêm một điều, tức là viết thì ai cũng viết, nhưng mà mình chiêm nghiệm là như thế này. Cuộc đời hạnh phúc nhất là tìm được ra cái người mình yêu. Thế và một cuộc đời kỳ diệu nhất ấy, là được đáp lại cái tình yêu đấy. Vậy cái cô mà vợ lính trong tác phẩm của Lê Minh Sơn là cô có cả hai cái điều đấy. Còn sự hy sinh thì về cảm xúc thì ai cũng có. Thế nhưng thật sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời là yêu. Và cô ấy là một điều kỳ diệu vì đã được đáp lại cái tình yêu đấy của anh lính. Rất là tuyệt vời ạ. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn ạ. Và hiện tại Linh Nga đang thấy rằng là rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình thì cũng có dành những lời khen cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn với giọng hát thông qua những cái tác phẩm âm nhạc vừa rồi mà nhạc sĩ đã dành tặng cho quý khán giả của chương trình Thắng Âm Nhạc với Ca Điện Biên. Và đặc biệt là hiện nay có khán giả với tên là Bảo ạ, có hỏi rằng là anh Sơn hát ca khúc trong phim Trạng Quỳnh Đi Anh Ơi. Nhạc sĩ có sẵn lòng không ạ? Vâng, đây cũng là một cái điều mà rất là thú vị. Bởi vì là cái phim Trạng Quỳnh ấy, là đạo diễn Đức Thịnh ấy, là cũng tìm đến tôi. Trong cái phim Trạng Quỳnh tôi có viết hai tác phẩm. Một là về Trạng Quỳnh, hai là về bà Đoàn Thị Điểm. Thì thật sự là cái bài Trạng Quỳnh là một cái bài mà nó cũng ám ảnh với cuộc sống của mình mãi. Nhưng mà hôm nay thì một chữ một mình thôi. Thật ra thì tất cả những bài hát của tôi đều là do những người nghệ sĩ, ca sĩ khác hát. Nhưng hôm nay thì cũng là một buổi rất là vui khi mình được chia sẻ. Và mình thì mình viết và mình hát và mình truyền tải lại được một phần nào cái tinh thần của chàng Trạng Quỳnh. Vậy thì ngay lúc này thì Linh Nga rất là tò mò, không biết là ca khúc này sẽ được thể hiện với giọng ca của nhạc sĩ Lê Minh Sơn như thế nào đây ạ? Ta chơi với gió, ta đùa với trăng, ta vi vu tiên sao, rút ruột chờ mong. Ta chơi với những đêm trăng, ta ngả nghiêng với những vì sao, ta say hương lúa,
lúa đang thì con gái. Gặp em như là định mệnh, có em thơm ngát những câu thơ. Đi thi làm quan, làm quan là để yêu, làm quan là để thương, thương dân. Đi thi làm quan là để vinh quy, làm quan để rồi mất em. Xa em nàng hỡi, mất em thật rồi. Ta chơi với gió, ta đùa với trăng, ta vì vụt tiếng sáo rút ruột chờ mong. Ta chơi với những đêm trắng, ta ngả nghiêng với những vì sao. Ta say hương lúa, lúa đang thì con gái. Gặp em như là định mệnh, có em thơm ngát những câu thơ. Đi thi làm quan, làm quan là để yêu, làm quan là để thương, thương dân. Đi thi làm quan, làm quan là để vinh quy, làm quan để rồi mất em. Xa em nàng hỡi, mất em thật rồi. Vâng ạ, tiếp tục xin được cảm ơn giọng ca của nhạc sĩ Lê Minh Sơn ạ. Linh Nga thấy rằng là trong tác phẩm Trọng Quỳnh của nhạc sĩ vừa thể hiện thì đã có rất nhiều hình ảnh nhạc sĩ nhắc tới. Chơi với gió, với trăng, với vì sao, rồi hình ảnh của bông lúa, hình ảnh của người con gái. Tuy nhiên thì kết thúc tác phẩm thì Linh Nga thấy rằng là nhạc sĩ có nhắc lại câu nói là làm quan để yêu, để thương, rồi làm quan để mất em. Vậy thì cái thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm tới quý vị khán giả trong ca khúc này là gì ạ? Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt. Tôi nghĩ là như vậy, và làm quan là để yêu thương dân và tất cả mọi thứ, và chúng ta phải như trong đạo Phật nói ấy, là chúng ta phải cân bằng được năm điều: tài sắc danh thực thủy, thì sẽ dẫn đến một cái gọi là tâm hồn của mình, nó sẽ dẫn đến một sự gọi là an lạc. Vâng ạ, hiện tại thì Linh Nga đang thấy rằng là có 1.400 người đang theo dõi livestream của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, và có thể thấy rằng là rất nhiều khán giả đang dành rất nhiều lời khen dành cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ví dụ như là khán giả có tên là Hùng Đăng 2785: cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã đem đến cho khán giả các tác phẩm quá tuyệt vời ạ, quá hay cho một nhân tài. Rồi là bác Lê Minh Sơn ơi, cháu ngưỡng mộ bác lâu lắm rồi, bác có thể hát Ôi Quê Tôi được không ạ? Vâng ạ, khán giả có tên là Nimihu ạ. Không biết là bây giờ ngay lúc này nhạc sĩ Lê Minh Sơn có thể dành tặng khán giả đang theo dõi chương trình có tên là Nimihu với tác phẩm Ôi Quê Tôi được không ạ? Thật ra thì hôm nay mình không có một người ca sĩ nào mà cái bài hát Ôi Quê Tôi là một cái bài hát mà mình viết từ năm 21 tuổi. Năm nay thì mình 22 tuổi, thời gian nó cũng khá là xa. Mình chỉ sợ nhất là mình hát mình quên lời thôi. Vì bài hát này ngày xưa mình 21 tuổi mình đưa ra, và lúc đó là mãi về sau anh Tùng Dương, anh 21 tuổi thì cũng là đưa ra đầu tiên đấy. Tùng Dương hát bài này có 21 tuổi, thì xin phép bạn cho mình hát một bài khác có được không? Bởi vì thật ra những cái bài hát mà hôm nay chia sẻ cũng là hầu hết là những cái bài hát mà mọi người chưa được nghe đâu. Thì cũng là mong muốn là trong một cái thời gian ít ỏi như thế này, mình được hát một số những cái bài hát mà nó hơi mới một chút. Ví dụ như là mình rất thích một nhân vật trong truyện cổ tích. Mình thì vẫn hay đọc truyện cổ tích lắm.
ngày xưa đi lên Lạng Sơn đọc một cái chuyện gối đầu giường tự nhiên cầm gái, thế là chuyện thành một cái chuyện gọi là Đá Trông Chồng, còn Vũng Phu ấy để viết bài Đá Trông Chồng, về sau thì nó cũng là một trong những cái bài hát mà cũng khá là được mọi người yêu thương. Thì mình cũng đọc, thì mình đọc chuyện Tấm Cám đó, mà mình thấy là mình rất là yêu cô Cám. Mình yêu cô Cám lắm, bởi vì cô ấy có ba điều. Thứ nhất, cô là phụ nữ. Thứ hai, cô có một tư duy rất là hay. Cô yêu ai? Cô yêu hoàng tử. Rất hay. Đấy. Và cái câu chuyện thứ ba là khát vọng để được tìm đến một cái tình yêu. Trong cái bài này có một cái câu rất hay là: vì người đàn ông chị yêu em cũng yêu, vì người đàn ông chị khát em cũng khát. Bàn chân em to, bàn chân em thô, em cũng muốn nhỏ lại. Đôi giày chị đi, em cũng muốn đi vừa. Thế hôm nay là xin lỗi bạn mà yêu cầu bài ô quê tôi, mình sẽ tặng các bài hát bài Nàng Cám. Vâng ạ, thưa khán giả, và ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của nhạc sĩ Lê Minh Sơn với tác phẩm Nàng Cám. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe. Này chị Tấm ơi, trong này lạnh lắm, trong này buồn lắm, trong này cô đơn. Thịt da em nát tan, tâm hồn em nát tan. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, em không cảm nhận được. Vì người đàn ông chị yêu em cũng yêu, vì người đàn ông chị khát em cũng khát. Bàn chân em to, bàn chân em thô, em cũng muốn nhỏ lại. Đôi giày chị đi em cũng muốn đi vừa. Tiếng khóc em lầm than, vang trong hũ xuyên qua bao thế kỷ. Tiếng khóc em lầm than, có ai biết, chẳng ai hay. Này 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 chị Tấm ơi, đàn ông chị yêu em cũng yêu, vì người đàn ông chị khát em cũng khát. Bàn chân em to, bàn chân em thô, em cũng muốn nhỏ lại. Đôi giày chị đi em cũng muốn đi vừa. Tiếng khóc em lầm than, vang trong hũ xuyên qua bao thế kỷ. Tiếng khóc em lầm than, có ai biết, chẳng ai hay. Này 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 chị Tấm ơi. Vâng ạ, ở đây chúng ta thấy rằng là một chất âm nhạc rất độc, rất lạ với ca từ trong những sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, để chúng ta thấy rằng là có những cái màu sắc âm nhạc thật riêng với những góc nhìn rất riêng trong câu chuyện Tấm Cám mà chúng ta vẫn được nghe, được kể lại. Vậy thì ngày hôm nay đang theo dõi chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên thì Linh Nga đang thấy rằng là có 3.400 người đang theo dõi, và rất nhiều khán giả có dành lời khen cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Có khán giả có dành lời khen là nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài hay. Rất nhiều bài hay. Rồi là nhạc sĩ Lê Minh Sơn hát hay quá, cháu hâm mộ Bắc từ lâu rồi. Và rất may mắn rằng là khán giả có tên là Ni Miu có nói rằng là dạ vâng, cháu nghe bài hát Nàng Cám của chú cũng được ạ. Đấy ạ. Thật ra Ni Miu biết không, và Linh Nga biết không, quý vị biết không, đây là bài hát mà lúc đầu nó tên là Tiếng Khóc Kêu Trong Hũ. Khi nàng bắt đầu vào trong hũ rồi để được làm mắm rồi, thì lúc ấy là nàng bắt đầu kêu lên đấy. Nhưng mà viết với một cái đặt một cái tên như thế thì quả thật là nó hơi rùng mình. Thôi về sau mình đổi lại tên thành Nàng Cám.
Dạ vâng ạ, vâng ạ. Tiếp theo thì Linh Nga đang thấy rằng là có rất nhiều khán giả có dành lời khen cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn ạ. Thậm chí là có khán giả còn nhận ra là quá tuyệt vời, biết anh từ lâu, hiểu về anh thêm khi tham gia ban giám khảo Sing My Song với cái chất thơ rất nể. Rất nhiều ạ, rất nhiều lời khen có cánh dành cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn ạ. Rất tuyệt vời ạ, vâng xin được cảm ơn 3.500 khán giả hiện nay đang theo dõi chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thật ra thì hôm nay cũng nói lại một điều là hôm nay là một cái ngày mà ngày đầu tiên để mà nghỉ lễ, cho nên bên Lê Minh Sơn không có ai cả ngoài anh em toàn bộ ekip, và có một người mà anh mà mình trân trọng yêu thương, mình chơi với anh từ cách đây đúng khoảng 40 năm rồi. Lát nữa anh ấy sẽ xuất hiện, và cuộc sống của mình biết ơn các anh ấy lắm. Bởi vì sao? Bởi vì những thế hệ, những người nhạc sĩ đi trước, đấy chính là những cái điều mà tuyệt vời. Các anh ấy dạy mình bằng chính cuộc sống của anh ấy, bằng chính tác phẩm, bằng chính nhân cách của anh ấy. Khi các anh đã luôn luôn bao dung, luôn luôn ôm những cái đứa trẻ như mình ngày xưa vào lòng, luôn luôn kích thích và luôn luôn động viên mình để đi tới tận cùng con đường của mình. Cũng như mình bây giờ khi gặp các lớp trẻ, một số những cái chương trình như các bạn nói, mình luôn luôn động viên kích thích các em để làm gì? Để một mục tiêu chung, cũng như là Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chúng ta luôn luôn cần những con người trẻ. Những người trẻ biết tôn trọng những tác phẩm của những thế hệ đàn anh đi trước, biết kính trọng, biết yêu thương, để cùng tay nhau nắm tay lại để làm cho một nền văn hóa nghệ thuật nói chung và âm nhạc Việt Nam nói riêng phát triển, và thật sự là phát triển để kích thích, kích nổ những cái chất liệu âm nhạc thật sự là của con người Việt Nam. Vâng ạ, và tiếp lời nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì có lẽ ngay bây giờ để khán giả có thể hiểu rõ hơn về nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đa chiều hơn những cái thông tin về nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì ngay sau đây, Linh Nga sẽ được giới thiệu với toàn thể quý vị sự hiện diện của Thiếu tướng nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin chào Lê Minh Sơn và Linh Nga, xin chào quý vị khán giả. Vâng, xin chào nhạc sĩ Đức Trịnh, ngày hôm nay đến với chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên thì nhạc sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn cho công chúng khán giả, những người đang theo dõi chương trình về nhạc sĩ Lê Minh Sơn được không ạ? Thứ nhất là đối với chương trình trên TikTok tối thứ bảy hàng tuần ấy, thì là Hội Nhạc sĩ Việt Nam chúng tôi đang có cái thể nghiệm và sẽ, nếu mà được thì sẽ thường xuyên giới thiệu các nhạc sĩ và các nghệ sĩ đấy, để chúng ta làm quen với khán giả, và đặc biệt là giới thiệu cho khán giả những cái điều hay ho mà không biết, khán giả không biết được. Đối với nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì là một người như nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã nói rồi, là tôi biết từ khi anh còn nhỏ và rất là quý, rất là yêu. Đặc biệt là sau này anh sáng tác thì nhạc sĩ Lê Minh Sơn là luôn luôn tìm những cái tứ lạ, thậm chí cả tên những ca khúc rất lạ, không giống, không bình thường. Và cái cách nhìn nhận cũng như là cái cách, cái thông điệp của anh nó rất là gần gũi với con người, nhưng mà nó lại rất là độc, rất là độc. Ví dụ như là các bạn biết rồi, anh vừa nói về Nàng Cám ấy, cũng là một cái cách nói rất là khác, rất là lạ. Thế rồi Ôi Quê Tôi, rồi thì nhiều những bài hát Con Chuồn Ớt, rồi thì kể cả những cái mà tí nữa chúng tôi sẽ giới thiệu. Lê Minh Sơn có những cái ca khúc như Vợ Lính chẳng hạn, cũng rất là hay, rất là độc đáo, rất là nhiều những cái sáng tạo. Và đặc biệt là anh đam mê, ngoài cái việc là một người guitar chuyên nghiệp đấy, guitar chuyên nghiệp, anh đã du học ở Pháp về rồi, còn tôi rất là nể, anh đệ mình những cái hoa âm rất là độc. Em cảm ơn anh, cảm ơn chủ tịch. Ông đấy là một cái điều ca ngợi lớp trẻ, và đối với lại cương vị Hội Nhạc sĩ thì chúng tôi rất là mong muốn là có những nhạc sĩ trẻ như thế. Và bây giờ là rất nhiều người đang tiếp nối Lê Minh Sơn trẻ hơn nữa. Vâng ạ, vậy thì ngay bây giờ thì nhạc sĩ Đức Trịnh có thể có một đề xuất nào đó nhạc sĩ Lê Minh Sơn dành tặng nhạc sĩ một ca khúc được không ạ? Ví dụ như là Cùng Là Miền Núi, tôi với Lê Minh Sơn cũng đi sáng tác ở trên miền núi thì anh rất là hay tìm tòi những cái người ta nói. Ví dụ như là tí nữa các bạn có thể xem nhạc sĩ Lê Minh Sơn hát một bài mà có lẽ tôi rất thích, mà không nghĩ tôi thích. Và tôi cách đây năm kia là vinh danh những cái tác phẩm ở trong năm được, tôi là người đề xuất cái bài này. Thì đầu tiên là cũng hơi lạ, vì có cả Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch thì rất là lo, bởi nếu mà hát mà nó không được hay thì lại cho là mình là
cảm tình. Thế nhưng mà khi hát xong thì thích, bác thích quá, thế là rất là thích. Thế là xem chân gà, tất cả những cái thông điệp anh lấy một cái xem chân gà của người miền núi, đấy là một cách đề cập đến rất là lạ. Tí nữa là đặc biệt là đề nghị Lê Minh Sơn cái này có top ca nam của đoàn Sơn La hoặc là đoàn Hòa Bình thì diễn là rất hay. Dạ. Anh diễn và biểu diễn thì rất là hay, rất là Lê Minh Sơn thì có lẽ sẽ có một cái hay khác. Tất cả anh cho là đưa một cái phong tục của người miền núi là xem chân gà vào, nhưng mà trong đấy thông điệp nói lên tất cả những cái ca ngợi cuộc sống của người miền núi, tình yêu rồi thì những cái rủi ro của thời tiết khí hậu, rồi thậm chí là những cô gái muốn yêu muốn lấy chồng cũng xem chân gà là được, ví dụ thế. Thì là anh rất là giỏi. Thế bây giờ đề nghị Lê Minh Sơn hát cái bài mà mang chất miền núi, mà đấy là trên con đường ta đang tiến về để Điện Biên. Dạ, em cảm ơn anh nhạc sĩ Đức Trịnh, cảm ơn cô, cảm ơn các quý vị. Thật ra đây là một bài hát mà nó cũng ám ảnh rất là nhiều, và được sự động viên của anh Trịnh thì hôm nay em mạnh dạn em hát bài hát xem chân gà dựa trên một cái chất liệu mà cũng rất là thú vị của Tây Bắc, bởi vì trong chúng ta ai cũng yêu Tây Bắc, rất là yêu. Và tôi cũng thế, đặc biệt là anh Trịnh cũng thế. Không yêu sao viết được Nhà Em Ở Lưng Đồi. Anh có một tình yêu rất lớn. Dạ. Đây là một người thế hệ, những người đi trước mà thật sự là đáng quý và đáng trân trọng trong trái tim của mình. Xin phép anh, xin phép cô, xin phép quý vị, Lê Minh Sơn hát bài Xem Chân Gà. Con chim trên cây nó kêu khách 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 khách, ngày mai nhà mày có khách à. Ý, con gió đông nam, con gió tây nam, con gió tây bắc thổi, ngày mai con trâu nhà mày nó ốm à. Ý, con chim trên cây nó kêu khách 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 khách, ngày mai con có khách à. Con gió đông nam, con gió tây nam, con gió tây bắc thổi, ngày mai con trâu nhà này nó mà. Khách đến, khách chơi, khách lại về. Trâu ốm, trâu ăn, trâu lại khỏe. Cái chân gà này nó bảo thế, cái chân gà này nó mạnh thế. Tháng sau ra gánh nước bờ sông thì lấy được chồng. Ừ thì thuyền theo lái, ừ thì gái ôm hoa, bờ sông hoa cải hoa vàng trẻ em chạy theo cầu hát. Cô dâu chú rể đôi dây lên đầu, cô dâu chú rể đi qua đầu cầu. Ý, cái chân gà này nó bảo thế, cái chân gà này nó mạch thế. Ý, sắc âm nhạc rất Lê Minh Sơn phải không ạ? Thế nên là anh Sơn thì hát là rất là mang hết cả cái tình cảm trái tim của mình nên là hát. Thế nhưng mà khi mà được dàn dựng với một cái top nam thì cái hiệu quả cũng rất là độc đáo. Thật ra hôm nay có anh Trịnh cho em xin phép em hát thêm một bài. Một bài mà anh Trịnh thích, mà bài này là bài lần đầu tiên khi tôi được lên Tây Nguyên tôi hát. Vì hôm nay là chương trình của nhạc sĩ. Bài là rất hay. Bài này là bài mà bài Voi Không Đuôi. Bài này thì cũng được được các anh chấm là cũng được là có nên không anh? Có nên hát không? Cũng được giải nhất nhỉ anh nhỉ? Giải bài này nhỉ? Là dạ. Tôi nói trước thêm tí, bởi vì là cũng là một trong những cái mà về môi trường, về đặc biệt là những người dân Tây Nguyên là voi, bây giờ là người ta đang phải bảo vệ rất là kỹ. Thì có những con voi là hồi xưa có những kẻ rất là ác mà chặt cái đuôi để lấy cái lông con voi bán. Đấy. Thì là Lê Minh Sơn đã
đi lên Tây Nguyên và tìm được cái thứ đó, bài và hát được bài Voi Không Đuôi. Voi Không bài Đuôi. Bài rất là xúc động và bài này có lẽ là một trong những bài hát rất hay mà đầy ý nghĩa mà đặc biệt trên Tây Nguyên mọi người rất là thích. Em cảm ơn Tường Quân. Dạ, xin cảm ơn. Sau đây Sơn đã hát bài Voi Không Đuôi, chỉ hát một lần thôi, rất nhanh thôi anh. Ai mà ác thế, làm những con voi Tây Nguyên không đuôi không đuôi. Ai mà ác thế, làm những cánh rừng Tây Nguyên không cây không cây. Còn đâu đàn chim trắng, trắng cả giấc mơ già làng. Còn đâu bầy thú hoang, ám ảnh giấc mơ già làng. Chỉ còn những tiếng khóc, chỉ còn những tiếng gào thét của những con voi Tây Nguyên không đuôi không đuôi. Chỉ còn những ngôi nhà sàn bằng bê tông, chỉ còn những tượng nhà mộ bằng bê tông. Vô hồn, ôi ôi điệu hát a ray sao buồn đến thế, nhịp chiếng buôn cơ xia sao buồn đến thế. Voi không đuôi, voi không đuôi. Rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình thì có khán giả có tên là Nguyễn Khánh, Linh Nga có đọc thấy rằng là khán giả có nói rằng là nhạc của anh Lê Minh Sơn nhuốm màu tự sự quá. Vâng. Vâng ạ, rất là cảm ơn những khán giả đang theo dõi chương trình và đang có những lời khen dành cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn ạ. Vâng, 3.500 khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rất là tuyệt vời, xin được cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta vừa ngược vào với mảnh đất Tây Nguyên và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với mảnh đất Tây Bắc. Nãy giờ thì chúng ta có nói rằng là Tây Bắc chính là một cái nơi mà đưa lại cho rất nhiều nhạc sĩ những nguồn cảm hứng để có thể viết nên những bài ca Đi Cùng Năm Tháng. Vậy thì cái thời điểm mà chiến dịch Điện Biên Phủ hay là thời điểm trước đây nữa thì Linh Nga thấy rằng là cũng đã có rất rất nhiều những sáng tác viết về mảnh đất Tây Bắc và viết về chiến dịch Điện Biên Phủ rồi. Và hiện nay thì chúng ta đang sống trong thời điểm là đất nước hòa bình, kinh tế xã hội phát triển. Thì không biết rằng là những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ hiện nay viết về mảnh đất này như thế nào, thưa nhạc sĩ Đức Trịnh ạ? Bây giờ là lớp trẻ rất là nhiều cái ý tưởng, như là cái cách nhìn nhận, cách nói nó khác. Nó khác với ngày xưa. Tất nhiên những cái bài mà Đi Cùng Năm Tháng như là Giải Phóng Điện Biên rồi Chiến Thắng Him Lam, Hò Kéo Pháo hay là Hành Quân Xa thứ thì là mãi mãi nó sẽ vang vọng trong lòng chúng ta rồi. Thế nhưng mà lớp trẻ bây giờ họ nhìn cái chiến thắng đó một cách rất là mới, rất là lạ. Có khi nó chỉ là một cái nét nhạc Tây Bắc từ cái đó phát triển lên và làm thành những cái bài rất là gọi là rất là thời trang bây giờ đấy, làm cho khán giả là cảm thấy rằng là nhất là thời gian trẻ trẻ rất là cảm hấp dẫn, thậm chí còn có cả đọc cả rap đấy, hoặc là thậm chí nhạc rock. Thì cái đấy cũng là một trong những cách nhìn nhận, giống như là một họa sĩ trẻ bây giờ các em ấy vẽ cái áo chấn thủ màu đỏ đấy. Tại sao màu đỏ? Vì các em nghĩ rằng đấy là máu của các đồng bào chúng ta đấy. Chúng ta các em nhìn bây giờ nó như thế. Thế rồi thì trên Điện Biên đã rất là nhiều cái đổi mới chứ không phải là như ngày xưa nữa, thì là cái lớp trẻ là sẽ viết Chiến Thắng Điện Biên cộng với lại Điện Biên Đổi Mới bằng một cái cách nhìn khác hẳn, một sáng tác nó mới hoàn toàn, nó mang đến cái hơi thở của thời đại bây giờ, rất là nhiều những cái cách nhìn như thế chứ không cứ là phải giống những cái bài hát của ngày xưa. Thì đấy cũng là một trong những cái mà trong cái đợt phát động sáng tác bài ca Điện Biên, chúng ta nghe Lê Minh Sơn không hát về Điện Biên nhưng đó là một cái tình cảm, và đặc biệt là đối với các nhạc sĩ là gần như là một cái cảm hứng, nguồn cảm hứng để chúng ta viết bằng những cái cách nhìn khác nhau. Một cái đó là Lê Minh Sơn nay lên đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là ở trong cái tháng Điện Biên này, là tuy rằng là
mới có được gần một tháng thôi, giờ đã nhận được gần 200 bài ca khúc. Thì đấy cũng là một trong những cái mà một tín hiệu rất là mừng. Một tín hiệu rất mừng là một cái thứ hai là để chúng ta thấy rằng là các nhạc sĩ là bày tỏ cái tình cảm của mình đối với Điện Biên, với cái tháng âm nhạc này. Vậy thì không biết rằng là với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, mảnh đất Tây Bắc có cảm xúc như thế nào với nhạc sĩ ạ? Thật ra thì những cái ngày này thì dạo rực lắm. Bản thân tôi thì cũng giám đốc nghệ thuật một cái chương trình rất lớn về Điện Biên nhưng mà tổ chức ở Thanh Hóa, tức là về sự hy sinh của tất cả mọi thứ mang tên là Hậu Phương và Tiền Tuyến ở quảng trường Lam Sơn, và trực tiếp VTV mà tối ngày 6 tháng 5 hôm tới này. Thật ra cũng rất là vất vả, rất là mệt mỏi, và nhưng mà cũng rất là vui bởi vì đây cũng là một dịp để mọi người cùng nhau, chúng ta cùng nhau chiến thắng và cùng nhau dạo rực trong lòng, bởi vì một cái tình yêu là một tình yêu Tổ quốc. Vậy thôi. Dạ. À, vâng, có thể thấy rằng là âm nhạc thì vẫn luôn luôn đồng hành cùng với dân tộc, đồng hành cùng với các sự kiện lịch sử của dân tộc. Và có thể thấy rằng là tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một cái nguồn đề tài, nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ viết nên những bài ca đi cùng năm tháng, phải không ạ? Vâng ạ, thưa nhạc sĩ Đức Trình, là chúng ta đang nói đến cuộc vận động sáng tác tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Và vừa rồi thì nhạc sĩ có nói rằng là một tín hiệu rất mừng là các nhạc sĩ đã gửi về cho ban tổ chức với số lượng bài là hơn 200 bài. Vâng ạ, và có thể thấy rằng là đây là một tín hiệu rất là tích cực từ phía các nhạc sĩ trên cả nước với cuộc vận động sáng tác tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Và có thể thấy rằng là tình yêu của các nhạc sĩ đối với quê hương đất nước, đối với những sự kiện lịch sử lớn của đất nước vẫn thực sự rất lớn, phải không ạ? Vâng, và có thể thấy rằng là Linh Nga thấy là hiện nay trên nền tảng mạng xã hội thì rất rất nhiều các nhạc sĩ, các nghệ sĩ có sử dụng để lan tỏa hình ảnh của mình cũng như là các sản phẩm âm nhạc của mình. Vậy thì nhạc sĩ Đức Trịnh hay là nhạc sĩ Lê Minh Sơn có suy nghĩ như thế nào về việc là các nhạc sĩ, các nghệ sĩ dùng mạng xã hội để chia sẻ, để lan tỏa hình ảnh ạ? Cái điều đó là rất là tốt, bởi vì bản thân là Hội Nhạc sĩ Việt Nam có lẽ phải rất là cảm ơn TikTok Live đã cùng với, đồng hành cùng với hội, và đặc biệt là trong cái đợt sáng tác bài ca Điện Biên này là bảo trợ hoàn toàn về thông tin cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thì đây cũng là mỗi một tuần chúng tôi lên sóng thì cũng là một cái mà để mà khêu gợi cái lòng yêu âm nhạc và đặc biệt là cái sự sáng tạo của lớp trẻ bây giờ. Em có lẽ là hôm nay nghe Lê Minh Sơn về là các bạn sẽ hát được, viết có cái hàng chục bài Điện Biên để mai lại gửi tiếp đến cho ban tổ chức, chứ không phải tất cả chúng ta phải hát về bài Điện Biên, bởi vì một số các bài hát mới thì theo cái quy chế là mình chưa được phổ biến vội, và tới tuần sau chúng ta sẽ có những bài hát mà xuất sắc nhất để được đưa lên trên TikTok để chúng ta bình chọn. Ngay tuần tới này là chúng ta đã bắt đầu đưa những cái ca khúc lên để cho khán giả bình chọn rồi. Thế cho nên đấy cũng là một trong những cái là hình ảnh cũng như là sự lan tỏa, và đặc biệt là cái tinh thần yêu âm nhạc là được lan truyền bởi những cái buổi giao lưu như thế này. Vâng ạ, không biết là nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhạc sĩ đã tiếp cận với nền tảng mạng xã hội như thế nào ạ? Mình chưa dùng cái gì cả. Mình không có Facebook, không có cái gì hết. Và hôm nay là lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên được xuất hiện một cái mà đông như này. Và em phải cảm ơn anh. Cũng chưa biết là lan tỏa hoặc chưa biết phản hồi như nào, nhưng mà hôm nay ngồi thì cũng đúng là run thật. Mất cả giọng luôn đấy. Áp lực. Bởi vì là ekip làm nói là rất là đông. Đông người vào thì mình toàn đứng sau lưng những cái người nghệ sĩ thôi. Thì hôm nay mình lại còn tự hát nữa. Đúng là tự hát rất là khó. Đó. Trước mọi cái không gian như này rất là khó. Mình cũng chưa dùng, và hôm nay cũng là cảm ơn nhạc sĩ Đức Trịnh, chủ tịch của Nhạc sĩ Việt Nam. Và cảm ơn TikTok. Cảm ơn TikTok để cho mình hôm nay ngồi đây. Có lẽ là một cái buổi rất là không bao giờ quên đâu, bởi mình chưa bao giờ mình dùng. Vâng ạ, có thể thấy rằng là nền tảng mạng xã hội hiện nay là một cái phương tiện rất là phổ biến cho các ca nghệ sĩ để có thể lan tỏa hình ảnh những sản phẩm âm nhạc mang tên Made in Việt Nam được truyền tải tới đông đảo công chúng, trong đó không chỉ là công chúng ở trong nước mà còn là khán giả quốc tế nữa. Và đây là một cái phương tiện rất là tuyệt vời, và đặc biệt Hội Nhạc sĩ Việt Nam xin được gửi lời cảm ơn đến TikTok Live Việt Nam đã bảo trợ truyền thông cho cuộc vận động sáng tác tháng âm nhạc bài ca Điện Biên, thưa quý vị. Và tiếp tục quay trở lại với những khán giả đang theo dõi chương trình, thì Linh Nga thấy rằng là có khán giả có tên là Nghĩa có nói rằng là gì ạ? Em rất thích những sáng tác của anh Sơn, nó rất đời, rất thực tế. Em rất muốn biết trong tương lai anh có dự án âm nhạc nào không ạ? Vâng ạ, khán giả tên Nghĩa. Rồi, cảm ơn Linh Nga, cảm ơn bạn Nghĩa, cảm ơn quý vị. Thật ra thì 6 tháng vừa rồi là tập trung năng lượng làm rất là lớn, bởi vì đã được một cái dự án mà đúng là vượt qua được nó, cũng là một cái mà ở đây thì có Tường Quân, nhạc sĩ Đức Trịnh biết.
tức là được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt mình làm một cái dự án là toàn bộ kinh chuyển pháp luân của Đức Phật mình chuyển thành bài hát. Đấy thì cũng 6 tháng trời mà phổ kinh thì nó rất là khó, bởi vì không được thêm, không được bớt một cái chữ nào cả, mà phải ra một cái tinh thần của đạo Phật. Thì cũng nhân ngày hôm nay thì hôm vừa rồi thì cũng ra mắt công diễn cũng rất là thành công, và tháng 6 này sẽ diễn 3 đêm, nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát lớn Sài Gòn và nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, 3 cái đêm âm nhạc Phật giáo Việt Nam do mình sáng tác và toàn bộ kinh của Đức Phật cũng rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì có một bài hát thôi, đó là bài Giác Đạo ở trong kinh chuyển pháp luân, và có một cái cô bé ca sĩ là mới toanh. Cô này thì rất là dễ thương và giọng trong veo. Và hôm nay thì mình nói là hôm nay con hé hát thật, bởi vì là bác cũng hát thật thì con nên hát thật. Bài hát Giác Đạo, nhạc Lê Minh Sơn, lời do Kinh Chuyển Pháp Luân do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam biên soạn. Dạ. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức ngay sau đây. Thank you.
Vâng ạ, xin cảm ơn giọng ca của ca sĩ Xuân Nhi với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Đó là tác phẩm Giác Đạo. Giác Đạo, Kinh Truyền Pháp Luân, nhạc Lê Minh Sơn, lời do các hòa thượng và các ở bên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam biên soạn. Vâng ạ. Và Linh Nga xin được chúc cho dự án âm nhạc Phật giáo của nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ thành công phát triển và sẽ lan tỏa truyền bá được tư tưởng của đạo Phật đi sâu vào đời sống của nhân sinh ạ. Tốt đời đẹp đạo, sáng đạo trong đời, đấy là những điều mà những con người nghệ sĩ nên làm. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và ngày hôm nay thì ngay lúc này thì Nga thấy rằng là có khán giả có tên là Mộc Cao Anh ạ, có dành câu hỏi là: vâng, thưa nhạc sĩ Đức Trịnh, ngày nào thì bắt đầu bình chọn trên nền tảng mạng xã hội TikTok ạ? Cũng thứ bảy tuần sau sẽ có một cái cuộc biểu diễn cũng như là nói về cái bình chọn luôn. Và thứ bảy tuần tới này là sẽ mùng 4 tháng 5 là bắt đầu sẽ bình chọn. Thì là chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị cách bình chọn cũng như là hôm đấy sẽ có một số các cái ca khúc về cách mạng như về Điện Biên rất là hay, sau đó là bình chọn những cái bài xuất sắc. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được cảm ơn những chia sẻ giọng ca của nhạc sĩ Lê Minh Sơn với những tác phẩm rất là tuyệt vời trong chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên. Và đặc biệt cũng xin gửi lời cảm ơn tới ca sĩ Xuân Nhi ngày hôm nay đã mang lại một ca khúc rất là tuyệt vời về Phật giáo tới quý vị khán giả của chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên của chúng tôi số 5 ngày hôm nay đến đây xin kết thúc. Cảm ơn sự bảo trợ truyền thông của TikTok Live Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối thứ bảy tuần sau. Xin chào, xin cảm ơn. Vòng chung kết sẽ được đăng tải trên kênh TikTok chính thức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin cảm ơn TikTok Live Việt Nam đã bảo trợ truyền thông cho cuộc vận động sáng tác Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên.